Vào sáng ngày 26 tháng 4 vừa qua, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố phối hợp cùng Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bình Tân và Công ty Cổ phần AP Sài Gòn Petro tổ chức ra mắt mô hình điểm dừng chân dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm truyền thống và xe công nghệ đang hoạt động trên địa bàn của quận Bình Tân. Đến tham dự chương trình có đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Nguyễn Thành Đô, Trưởng ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố, cùng với sự tham dự của 100 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm truyền thống và xe ôm công nghệ trên địa bàn quận. Chương trình đã thực hiện nghi thức khánh thành hai mô hình điểm dừng chân dành cho đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, xe công nghệ. Mô hình sẽ phục vụ các tiện ích miễn phí cho đoàn viên nghiệp đoàn như chủ đầu xe thông thoáng có mái che, wifi, nước nóng lạnh, có nhà vệ sinh, bàn ghế để nghỉ ngơi, có chỗ sạc pin điện thoại. Bên cạnh đó, định kỳ thứ bảy hàng tuần sẽ có hoạt động thay nhớt và kiểm tra xe gắn máy miễn phí. Bán nhớt với ưu đãi 35% mỗi bình nhớt, hỗ trợ kiểm tra xe gắn máy miễn phí và hỗ trợ giá để bảo dưỡng xe ô tô công nghệ. Điểm dừng chân dành cho nghiệp đoàn xe ôm truyền thống, xe công nghệ là một mô hình mới mang ý nghĩa trên tinh thần là để tương trợ cho những anh chị em là lái xe ôm xe công nghệ trong quá trình mà anh chị em chở khách ở ngoài đường đó, thì cái vấn đề về thời tiết nắng nóng rồi mưa trong quá trình mà chờ một cái khúc mới thì mình cần một cái điểm để mình dừng chân nghỉ ngơi giải lao để phục hồi lại sức khỏe. Mô hình này nó không chỉ dừng lại ở chỗ là nghỉ chân không, mô hình này lồng ghép vô một cái vấn đề đó là bảo dưỡng các phương tiện. Chúng tôi vận động đơn vị công ty AB Sài Gòn Petro sẽ có những cái chương trình phúc lợi kết nối để có những cái suất giảm giá ưu đãi. Dịp này, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thành phố đã trao tặng 10 phần quà. Liên đoàn Lao động quận Bình Tân tặng 50 suất thay nhớt xe gắn máy miễn phí cho đoàn viên nghiệp đoàn. Công ty Cổ phần AP Sài Gòn Petro tặng 50 suất thay nhớt xe gắn máy và 12 suất thay nhớt ô tô miễn phí. Bên cạnh đó, đoàn viên nghiệp đoàn còn được tư vấn, tuyên truyền luật giao thông đường bộ và công tác an toàn giao thông.